Các bạn đến tin nhanh 24/7. Tiết lộ hãng Kawasaki cập nhật một cái phiên bản 2024 cho cái mẫu xe con tay 125cc DOC ít người biết tới. Hãng Kawasaki từ cái này vốn dĩ rất nổi tiếng với những cái mẫu xe phân khối lớn đình đám như Z1000, ZXMR hay là Nissan 2. Tuy nhiên, rất ít người biết rằng hãng Kawasaki cũng sản xuất một cái mẫu xe 125cc dành riêng cho những anh em mới bắt đầu nhập một mô tô phân khối lớn, làm quen với Sportbike. Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. Kawasaki đã cập nhật phiên bản 2024 cho cái mẫu đợt Ninja 125. Cái dòng Sportbike 125cc sản xuất dành riêng thị trường châu Âu, phù hợp với cái hạng mục lái xe A1 dành cho những cái nước trong khu vực Liên minh châu Âu, dung tích từ 50 đến 125cc. Với cái chiếc Kawasaki Ninja 125 2024, cái cách phối màu xanh đen rất nổi tiếng của cái phiên bản mới lần này đã trở nên nổi bật hơn khi gam màu xanh lá chiếm hữu rất nhiều không gian của bằng giáo. Chỉ hết tem của cái phiên bản 125cc nó kéo dài từ phần yếm bẩn đến cái thùng xăng, còn thiết kế nó một cách rất là sắc sảo, nó không tối giản như phiên bản người tiền nhiệm. Cái bộ khung sườn đã được hãng Kawasaki trau chuốt sơn gam màu xanh lá, rất giống với những cái dòng Sportbike cao cấp như là ZX6R hay ZX10R. Kawasaki Ninja 125 2024 phiên bản này có thêm cái khối màu là xám đen huyền bí, đặc biệt trông nó cực kỳ nam tính và rất là sang trọng hơn hẳn so với phiên bản màu đen nhám mà Kawasaki đã ra mắt vào cái năm 2023. Kawasaki Ninja 125 không có bất cứ cái sự nâng cấp nào về cái mặt trang bị, khi phần đèn lái vẫn ở dụng bóng đèn stop halogen, mọi thông tin đều hiển thị qua màn hình LCD sắc nét. Còn dàn chân trước sau được trang bị hệ thống nắng đĩa, riêng cái thắng trước thì có công nghệ là ABS để tăng cái sự an toàn trong quá trình hãm phanh. Kawasaki Ninja 125 2024 nó chỉ mang cho mình cái động cơ dung tích thật là 125cc, tuy nhiên lại có hệ thống cam đôi DOC tạo ra cái hiệu sức mạnh mẽ ở những cái quãng đường ra cuối, hỗ trợ cho cái chiếc Ninja 125 đạt được cái công suất tối đa 14.8 HP, đạt ở ngưỡng tua máy là 10.000 vòng trên phút, trong khi mô men sắt cực đại 11.7 Nm tại ngưỡng tua máy là 7.700 vòng trên phút. Kawasaki châu Âu hiện đang niêm yết cái mẫu là Ninja 125 2024 với mức giá rơi vào khoảng là 4.699 euro, đổi ra tiền Việt nó tương đương là 123 triệu đồng. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp, nhớ like, share, subscribe.